nhíp nhíp. Trời ơi dưới cây này nè. Ung thư à. Rồi dưới cây đó. Nhíp. Nhanh như nhíp. Nè cái hang này chào bác. Đó nè. Cứ hả? Đó nè. Ừ. Mò à? Mò mò bắt được không? Dưới đây còn đó nè. Ai cho đặc biệt giờ xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay hai cha con mình sẽ đi đạp cá bóng sao nha. Nha. Chào mọi người, nay thay khai trương bắt cá bóng sao bữa coi. Hôm nay chưa đi à. Nào nội chứ coi, nãy làm đựng con nghe cả nhà. Cá bóng sao về kho tiêu. Không. Ba nha nè. Đi bên. Ủa nãy đi bạn thấy nhiều lắm mà sao xuống đây không thấy con nào. Mấy cái chén lũi ầm ầm mà. Nè, đây con này. Trên kia kìa. Đây con này. Đâu? Thấy là lộ mình sẽ đạp đi. Ở dưới lên kia. Cắm dừa mới. Đâu? Hay vậy đó. Quá hay. Đứng không ở. Không. Không. Dạ. Con nhớ xíu rồi cô bán gì con? Giữa vừa giữa sạch. Wow, ngon. Chó dạ, này dạ. Bé càng. Chó này chứ bé càng vậy. Nghe đồn chó. Quên đem dây vòng rồi. Dạ vậy về lên bẻ thuốc lá. Không phải là quên đem dây đâu chị Hồng, tại vì đâu có đi bắt cá đâu, ở đâu có bắt cua đâu, tại dính là dính. Chị Hồng quay mà chửi nữa. Dạ. Cua này cua cái á, cua hai da. Hả? Hai da thiệt luôn á. Hai da gì nữa? Nãy cha mình bắt được mấy con rồi nè, mà mình không quay kịp nha mọi người. Dạ không chị. Dạ bắt gì kho tiêu ăn cơm. Ê ê còn ngắt nữa. Bắt luôn hả? Vô. Hai yên. Ghe này kia hai này kìa. Hai nó có đó. Đây này cha. Hai ngắt luôn đúng không? Chụp phụ không? Chụp sao chụp, con cầm máy quay chụp gì nữa. Ôi. Trời ơi. Đã nói vô chụp phụ mà. Thiệt là. Để nó lẹ lắm nha. Đây hang nè. Đây nè cha, hang này ngon lắm nè cha. Dạ lát con cũng mò tôm hũ. Đâu? À. Nhắc sao vậy? Em biết. Nhắc mấy vòng vòng ở trong đây nè. Sao thì không chẳng ngắt chẳng miệng ha? Ơi trời ơi. Hang. Trời kì vậy? Thua luôn rồi. Cái này ba ngắt đó nha. Mày cầm cái này nó lên. Đây. Nhảy nó xỉu nha. Đó. Hay quá. Hay quá trời. Cái gươm nó lợi mới được. Từ từ đúng không? Ở đâu?
không? Nó cũng mềm mà. Ừ, nó cũng mềm mà luôn. Con khỉ ơi. Này thế này. Ôi đất không. Wow. Tôm càng. Không, tôm càng bỏ nhỏ con này. Tôm càng bỏ nhỏ. Lột. Lột mướt vậy. Dạ. Tôm càng. Đây con nè. Đây nè. Ừ. Mò à? Mò mò được không? Dưới đây con đó nè. Mặn mặn nó vô nó dồn nó ngon ngon à. Nữa không? Dưới đây. Nữa chứ. Bao nhiêu vậy? Trời ơi, nó còn kẹt mà từ từ bắt nó ra được nó. Để có một củ. Đi vô coi cái này. Nè, Hải Hải tặng cô con nè. Mẹ con nào ơi. Mày bỏ thằng ấy, mày cũng bỏ túi không kịp mà. Từ con phải mò chứ. Dạ nó lạnh lắm. Cái gì? Ừ, ta không quen. Dạ không biết, tùy theo lớn nhỏ thôi. Hả? Cái gì? Cơm á. Nó chốt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi. Đó là nó có cá bự á. Giỏi. Sao luôn nè. Qua rồi, bên kia có một con kìa. Dính dính dính. Bỏ vô bỏ vô. Đó đúng rồi. Đó dính 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 luôn, hay quá. Ôi bự quá. Cái này bự à. Thì ta cái dấu cho bá nữa mà. Ồ dấu nó bò lằn 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 luôn. Lụm 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 lúa. Cái nào cũng nhiều quá. Kìa, đây nè. Cha yêu. Đó. Thấy chưa, thấy chưa? Con này bảo đảm sảy chắc. Không. Đó, này đó. Hả? Có đó. Có à. Có. Ôi nó bự. Quá im, quá im. Không biết sao con bỏ luôn. Cái nói nha. Này sẽ bỏ tung cả nha đây. Dạ cho mày bỏ vô được. Đúng rồi đó. Thì cái vỏ này nó ấy rồi. Cân vỏ hả? Cân vỏ nó gị vỏ xuống. Có không? Rồi coi da tay phụ không? Ôi. Hết rồi, cùng rồi. Hết hả? Chốt quá, trời có chốt. Ừ, 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 trong trại bự. Ồ, con. Hay quá. Bự thiệt đó chứ. Quá nhiều, quá nhiều. Cái năm kia lúc tao làm hộ với thằng Phương, tao với Phương với Thảo đi mò của cả nửa bao á. Trong trại hả? Ừ, có thiệt luôn á. Ai da. Khui nước cho nó chạy nha. Con gì? Con khí nha. Trời ơi. Ở đâu hết hồn. Còn uống con khí chập má luôn. Chẳng có dạng hay thì chứ. Bắt không? Bắt luôn. Nãy chẳng có con. Bắt gì đó. Lột con. Vỏ không làm gì. Rồi tưởng là con cua thiệt chứ. Nó gắn cơm không vậy? Đây càng nó mới ngon chứ. Rồi bẻ vậy còn gì nữa đâu, thịt thà. Thiệt tình. Gì vậy? Hay là dạ. Bên kia nữa kìa. Hồ nước gì hả? Đó. Đó đó đó, theo. Bay liền. Ừ, cá chốt quá, để cá chốt, cá chốt còn cá nâu con thôi. Ê, chẳng giật. Không. Không có nữa hả? Không. Bỏ cá cho đi. Để tính con nữa là ba con vô luôn lần gì. Mới
quá mới luôn, trần kiểu quá mới. Nhảy chụp ôm rồi kìa, bỏ lên chơi kìa. Đó đây nè, nó chung với hàng này chắc rồi. Đây nha. Đó, thấy không? Nó lụm là lụm. Vô. Ngon rồi. Ăn nhẹ không có trời. Ngon chết rồi. Trời ơi, nó bay ra kìa. Trời ơi. Lỗ rồi. Bá được lỗ. Không có đâu, không à. Đọc lúc sao mà không cạn chắc. Đọc lúc sao mà không cạn. Túm túm lại. Ơ lắm sao đi. À, nó nhát nó kích đúng không? Núp. Cua kìa, bỏ luôn rồi. Hả? Cua món quá trời. Bự còn bự không? Bự bự không. Nước lớn mà mộng cạn không được mọi người. Cái này. Nó đâu? Cái này nè. Chặn giật cái này lụm nè. Lụm đâu? Hàng nó đây chặn giật đây lụm. Phải không? Thiệt. Không có cái này là mắc hay có băng cá này. Đạp bị hang á. Ê sao lưng à. Trời ơi, nói chi chang không. Trời ơi. Chưa nhá, chạy nữa nè. Nói chi chang, quả này nè, quả này. Đây hang. Nói mà. Nói chi chang. Chặn ngắt chỗ này nè. Đâu. Lắm rồi. Đạp bị hang nè, chạy vô đó rồi. Đạp bị hang á. Làm cái càng qua ngay. Đó, cái gì nữa. Trời ơi, trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, cái gì này? Thấy chưa? Thì bên đây xíu. À, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chạy đi. Sát thủ chụp cá mà nhận mặt. Tôi muốn thử ăn con cá đang chụp được không. Nét cái giật chụp được con cá không. Được không? Thử, thử ai, thử đặc biệt gần giờ. Đây nè, đây nè, cá này dữ lắm nè trời. Cá này đúng phiêu luôn. Cá này đúng chất luôn. Hàng đâu? Hàng đó, hàng đó trên đó đó. Cha chặn đây nè. Nè.
Nghe thằng mít đúng không? Rồi rồi. Đạp vô nghe ha. Lụm lụm. Hay quá. Sao làm ta? Ổn quá Đạt ơi. Trên đó. Trên đó còn rồi. Lẹ tay như nhíp đây nè, nó nè. Đó. Đó. Lẹ như nhíp. Đạp đạp đi ha, lụm mà. Lẹ nó nè. Trời ơi. Lụm sình. Quá ngon mà kìa vậy. Đây này. Cạn quá. Đây nè. Nó đang. Cái này cũ á. Nó lột lột á, nước á. Cái nước không có cá. Con nó ở trong hang cùng rồi. Đây hang chậm rồi. Chậm chết sao? Hang chậm. Chậm sao mà. Đứng lên tên. Nè. Để giật ra cho thò tay vô là lụm. Ờ thật luôn hả? Ừ. Lụm gì? Lụm đất. Đây con nè. Ờ mới đó. Nè, nè nè nè. Hai hàng luôn. Rồi sao? Thủ à. Ok thủ, đại miếng ha. Đó, lụm đây lụm luôn hai con luôn rồi vậy thôi được rồi hiểu rồi quá im hiểu rồi không tại không em có lóc ba em có lóc được anh không đâu bữa nay ơi chưa đi cặp mấy xong là kiếm cá ăn là du lịch nha không có nhiều thôi bàn cãi đó. Lớp đeo lớp quải này có bên kia kìa đúng rồi lá bên kia dưới đây nữa nè cái hàng lá bên kia có đó nha. Dễ gì chạy thoát được. Không ra xuống đây. Hai này có nè. Chặn ngách đi. Đâu. Hả? À. Làm miếng hang là lụm ngách nè. Dính. Trời ơi. Sao nó không vô vợt? Xéo vợt hả? Trời ơi. Giờ chứ đạp chặn miếng hang luôn đi lụm à. Cầm miếng hang luôn. Rồi. Mới chung vô mà ta. Nè. Thấy chưa? Giờ nó đâu rồi, này rồi vậy? Không có bay đâu được hết trơn. Mày chạy đường nào ra vậy? Nó bỏ vô luôn đi. Con lẻ đó mày cha. Giỡn. Giỡn nhai chứ giỡn với con là thua đó. Lẹ đi. Ừ, tại đang chuẩn bị nè. Không khả năng luôn á. Cái hang nè. Đang hợp quá. Đâu? Ừ. Đang miếng hang luôn. Tận miếng hang luôn hả? Ừ. Cái lớn này vô hang rồi đó. Đeo cái này thua.
Ôi, nhìn 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 nhìn. Nha. Con cá này quá trời bự luôn nha. Quay được khúc đó hay quá. Được không? Được. Ủa, con cá bự. Ủa, dễ dành quấn lưới mà mè ha. Lên nó đẹp đúng không? Đây nè. Ủa, đây nè, xuống này, xuống này, xuống này. Xuống này. Cái chặng dài của đây nè. Đây nè. Đây nè. Đâu đó. Kì vậy? Sao vô hang trên? Nó vô mà nó ra nó mới ghê. Nó vô hang trên rồi nó ra luôn à. Sao luôn, ra luôn. Nhúng gung nguyên đắc luôn, đang con đây nè. Xong. Cứ dọn. Hai cái trùng với nhau dở không được. Con này lớn lắm mà cha. Này hả? Ừ. Đúng rồi. Rồi, lúc này, lúc đi. Sao như vậy? Trời ơi, thiệt. Trời vậy luôn hả? Ghê. Ôi trời. Bất ngờ quá. Nè con này nè. Con này lụm nè. Đó. Chụp đồng dính nữa. Xe nữa nhờ. Thử xem hang này ở cha có bắt chín không nha. Nè nè, chân giật đây nè. Nè. Chân chân dày dày lên. Rồi. Nhìn nhìn với giật. Trời ơi, đâu vậy? Cái lỗ này hả? Đúng rồi. Thua. Trên kia con nữa kìa. Đi đi, mai mốt quay lại. Đây luôn. Con cho bắt, sao cho bắt đây? Con chỉ nè, con chỉ lúc nào cũng xảy. Này mới ngon nè. Đây nè. Rồi nằm ngầm hang chờ sẵn luôn. Thì nó lớn nằm mi hang không chứ đâu. Thôi, lại luôn. Rồi ngắt á, nằm ngắm chờ. Ai đụng cái nhảy liền hả? Ơi, hay quá. Ơi ơi. Rồi, lượm mày lượm mày. Hay lẹ hay á chưa già cha mình chưa già nha mọi người con sợ lẹ luôn á ghê chưa con sợ lẹ luôn dính con hơn mày đặt ghê chưa lên luôn hả lên luôn nhớ rồi còn hang kìa hả bỏ luôn đi lên luôn bỏ đâu được bỏ. Lẹ ơi, ok, vậy đi. Thấy gì cho mà thấy tan, mà thấy không? Thấy cái gì là cái gì không? Chạy ra là chết. Nói đó. Cái nồi nó còn sống chưa chết. Đây là con cá nè.
đâu vậy? Nó chung vô. Ai biết, bắt sao bắt ngộ. Thì con không nói nữa. Ơi. Lộm, dên. Không những búng là cái tay nó lại như nhíp. Lại như nhíp. Nhíp lẹ sao nhỏ được, nhíp. Nè, thằng này mới nhíp nè. Thằng này mới sảy nè. Nè, đang trên này hả? Nè, đúng rồi. Ờ, nè. Lụm, con này chắc không nổi. Chết rồi chi. Đó nè. Đây. Nhíp. Trời ơi, dưới cây này nè. Uống thơ à. Rồi dưới cây đó. Nhíp. Nhanh nhíp nè, cái này chà bá lửa luôn nè. Trời nè. Nè. Cái này nó bự nè, nhíp. Trời. Ngắt đó nè. Bốn con cá bắt được con một. Hàng này thì có ai nhíp. Quá im. Nó đang rồ rồ ra đó. Dính luôn. Hai con. Bỏ vô đi, nó sảy luôn vậy nè, nhíp. Hết luôn. Lớn quá nè. Đi trễ quá. Đi sớm xíu ngon. Đây. Điện sáng nghe nghe điện thoại. À, xíu. Con này nhỏ xíu à. Hồ của cô Ly. Cá của cô Ly. Đó, dưới cây à, để. Con này bắt cá mới về mọi người ơi. Nó không sao mọi người. Đây. Y mới tôm càng đó mọi người ơi. Ơi tôm càng cái được con cua. Đây mọi người là thành quả được nhiều cá. Không sao. Không có thể lồi. Y mới tôm càng đó mọi người. Tôm càng mọi người, tôm càng giòn không. Rồi đây cho con đi bắt được mớ. Rồi thôi chào tạm biệt mọi người nha mọi người, kết thúc video tại đây. Tạm biệt.